Về single mom mà những người phụ nữ sống độc thân mà nuôi con vất vả lắm. Đàn ông có bay nhảy như thế nào bay nhảy nhưng phải có trách nhiệm. Không trách nhiệm với cái người mình yêu, giờ mình hết yêu rồi thì cũng phải trách nhiệm với lại cái gì? Trách nhiệm với lại cái máu mủ của mình á. Chơi con người ta sạc, con người ta đã đẻ ra một đứa con, nuôi một đứa con cực khổ biết như nào. Nuôi một đứa con khổ như nào mình về mình hỏi cha hỏi mẹ mình á. Cực kỳ khổ. Mày có ngon mày lấy về mày nuôi đi. Đổ giao trách nhiệm cho một người phụ nữ thì cái đó là tôi nói thật, nếu mà đứng góc độ đàn ông thì cái điều đó là cái điều nhẫn tâm nhất luôn. Có thằng mẹ đóng được vài ba tháng, mấy ba tháng thứ ba thứ tư là không có đóng tiền nữa để dành tiền nuôi gái. Để đi lô mối mới chứ mà giờ thu nhập mà cắt ra mấy chục trăm để nuôi con, tiền đâu mà nuôi gái tiếp. Đó là nuôi được mấy bữa bỏ, rồi mai mốt lớn lên, rồi con cái lớn lên rồi nó tổn thương không? Nó quá tổn thương chứ, nó sống trong cái sự thiếu thốn tình cảm, thiếu thốn vật chất, trong cái sự tổn thương. Bởi vì cha mẹ cứ chửi nhau mà. Cho mấy triệu bạc mà anh nuôi được có mấy tháng, mấy thời gian ngắn mà anh chịu không nổi rồi. Còn có chơi, có chịu, đừng có đổ thừa. Đặc biệt cái gì chứ trong cái tình cảm, tình yêu nè.